Welcome back to Hoi IT Channel. Xin chào các bạn, mình là Eric. Thì như đã hứa lần trước, thì trong video này mình sẽ demo qua thành quả các bạn sẽ đạt được khi kết thúc khóa học này nha. Thì cụ thể ở đây thì mình đã gọi là deploy cái sản phẩm của chúng ta lên hot thật nha các bạn. Các bạn có thể biết rằng là để triển khai con ứng dụng này lên một cái hot thật thì mình sẽ làm 3 việc. Đầu tiên rằng là mình đã sẽ cần phải deploy con Node.js của chúng ta lên này, một con backend này. Thứ hai, chúng ta sẽ deploy cái con React của chúng ta. Và thứ ba là chúng ta sẽ cần phải gọi là deploy con database của chúng ta, đúng không các bạn? Thì các bạn có thấy rằng là data ở đây thì mình đã load lên được giống hệt như khi mà mình demo cho các bạn ở bản local nhá. Thì nếu như bạn nào mà chưa tin mình load data này thật đấy thì mình sẽ cần phải inspect đây nha các bạn, để các bạn có thể xem cái đường link network mà mình gửi đi ấy. Thì ở đây thì mình sẽ refresh lại cho các bạn xem nha. Thì ví dụ như cái API là get specialty, tức là get chuyên khoa ấy, các bạn có thể thấy rằng đây chính là cái đường link của mình nha. Thì đường link ở đây các bạn có thể thấy rằng là mình ghi rõ ràng ràng rằng là backend Node.js nha. Và đường link của chúng ta là frontend. Thì sorry các bạn rằng là ở đây thì mình viết hơi sai chính tả một chút nha. Thì mình quay hơi gấp một chút thì mình viết cái từ frontend này, mình viết thiếu chữ T nha. Rồi, thì ở đây thì mình đã giúp các bạn gọi là load lên được cái giao diện như thế này rồi. Thì ngoài ra rằng là khi các bạn deploy lên production ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể nhúng một con chatbot nha. Đây. Thì như các bạn có thể biết rằng là channel của mình là Hỏi Dân IT, đúng không? Thì ngoài cái khóa học là Full Stack Runner, SQL Express, React và Node.js thì các bạn có thể xem khóa học này nha. Thì mình có một cái khóa học nữa, đấy chính là cái khóa học chatbot 101. Thì khi các bạn xem hết cái series này này, cái series này thì mình khá là mới, các bạn có thể xem ở đây. Thì mình hướng dẫn các bạn từ A đến Z những kiến thức gọi là cơ bản nhất để các bạn có thể đi làm nhé. Đi làm thì nó sẽ cao siêu hơn một chút nữa, bởi vì là khi đấy các bạn được trả salary rồi, các bạn gọi là chúng ta đã có một team làm rồi thì nó sẽ khác nhé. Còn ở đây thì đối với khóa học của chúng ta thì các bạn có thể xem các video lần lượt ở đây. Thì sau khi mà các bạn đã gọi là chúng ta đã render ra được những cái video gọi là các bạn đã gọi là deploy lên được cái server thực tế, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ hiểu làm sao để đẩy một con React lên này, làm sao để các bạn đẩy một con Node.js lên này, làm sao để các bạn có thể chạy được cái database MySQL. Thì đối với thằng Heroku ấy thì các bạn phải biết rằng là chúng ta dùng hoàn toàn miễn phí nha, chúng ta sẽ dùng cái gọi là free thôi. Thì quay lại với vấn đề chính, thì đầu tiên thì mình sẽ con chatbot này có gì hay. Dĩ nhiên rằng là mình sẽ không đủ thời gian để mình có thể làm một con chatbot có thể hỗ trợ cho cái website của chúng ta. Tuy nhiên rằng là con chatbot này chính là con chatbot mà mình hướng dẫn các bạn trong khóa học này này. Nếu như mình sẽ quay lại với channel của mình nhé, chính là cái khóa học gọi là mình sẽ quay lại đây. Thì xây dựng chatbot Facebook 101 đây. Thì mình sẽ vào đây nhé. Thì ở đây thì mình có một cái video, đấy chính là video mình chẳng hiểu tại sao mà mặc dù channel của mình chưa chạy quảng cáo, tuy nhiên là thằng YouTube nó vẫn chạy quảng cáo trên channel của mình. Thì không phải là mình cố tình cho các bạn xem đâu, đến thời điểm bây giờ thì nó vẫn chưa chạy quảng cáo cho các bạn. Đây, thì mình có một cái video 9 tiếng này, tuy nhiên là nó chưa hết đâu các bạn. Đây, chính là con bot này nha các bạn, nhà hàng Hỏi Dân IT với Eric. Thì chính là con bot mà mình hướng dẫn các bạn làm vậy. Thì mình sẽ nhúng vào đây nha các bạn, đây này. Thì đây ví dụ thì mình sẽ chat. Thì ở đây thì do cái con chat plugin ấy, bây giờ thì cái nút Get Started button ấy, nó thay đổi một chút rồi. Thì mình sẽ nhấn ví dụ khởi động lại bot chẳng hạn này. Thì các bạn có thấy đây, đây gọi là chatbot nha các bạn. Chatbot là nó là gì? Chatbot là thứ mà có thể gửi tin nhắn tự động cho các bạn. Thì đấy gọi là chatbot này. Đây, ví dụ mình có thể hướng dẫn sử dụng bot này. Thì khi các bạn gọi là hướng dẫn sử dụng bot ấy, thì mình hướng dẫn các bạn gửi tin nhắn text này, hoặc là thậm chí là cả video luôn cơ. Có rất nhiều thứ, hoặc thậm chí các bạn có thể nhấn vào đây. Đây gọi là cái persistent menu, một cái menu điều hướng ấy. Đấy, thì mình sẽ chọn như thế này, nó sẽ gửi lại thôi. Thì nôm na rằng là mình sẽ hướng dẫn các bạn gọi là cách các bạn nhúng con chatbot vào nhé. Chúng ta sẽ nhúng thôi, bởi vì rằng con chatbot này chính là một server đấy các bạn phải làm riêng. Nó gọi là các bạn nhìn đơn giản đúng không, tuy nhiên nó là một chức năng đấy các bạn phải hình dung đấy là một chức năng nha. Thì ở đây thì ví dụ như là mình sang một vài cái khác, ví dụ như mình vào chuyên khoa chẳng hạn, thì các bạn thấy rằng là chúng ta vẫn load được các plugin, ví dụ như là like và share này. Thì ở đây ví dụ các bạn nhấn chia sẻ chẳng hạn này, thì nó sẽ lên một cái pop up để các bạn có thể share thật sang thằng Facebook luôn nha các bạn. Đấy, thì ngoài cái plugin của thằng Facebook như thế này thì mình còn có một cái nữa là các bạn thấy rằng là mình load được lên cái ảnh nhá. Đây này, các bạn thấy rằng là mình xem chi tiết đúng không, và mình có thể load được ảnh này đây. Và ngoài ra thì mình cũng giúp các bạn thêm một cái comment nha, ví dụ mình thấy wow amazing chẳng hạn nha, mình sẽ comment trực tiếp luôn. Mình không nhớ rằng amazing viết kiểu gì nữa cơ. Đấy, mình amazing đấy, thì mình sẽ đăng nha các bạn, mình sẽ nhấn đăng chẳng hạn này. Đấy, các bạn thấy rằng đây chính là cái nick Facebook của mình luôn. Các bạn có thấy rằng đây phản hồi 1 phút trước, cái này nó đăng thật đấy, các bạn không phải đang chơi đâu nha các bạn nha. Các bạn hiểu rằng là chúng ta đang làm thật đấy. Đấy, thì ở đây thì so với cái bản gọi là local ấy, thì mình sẽ thử cái chức năng gọi là quan trọng nhất của website của chúng ta nha các bạn, đấy chính là gọi là hướng dẫn các bạn gọi là đặt lịch khám bệnh.
Thì các bạn có thể thấy rằng ở đây thì mình không có lịch hẹn nào cả, thì mình sẽ cần phải đi, mình sẽ vào nhấn login nha các bạn, mình sẽ cần phải đăng nhập nhé. Mình sẽ đăng nhập với con của chúng ta. Đây, chắc chắn nó không có rồi, thì mình sẽ là hỏi dân IT chết mợ rồi, mình không nhớ rằng là cái email của mình là gì nữa cơ. Thì mình sẽ cần phải vào cái DB của mình. Đây, của mình thì mình mở sẵn, thì của mình có một cái là chính là đây này, hỏi dân IT. À đây, của mình là Dr. Eric nha các bạn. Cái hiện đấy, mình sẽ cần một cái email chính xác để mình có thể gọi là mình có thể đăng nhập, cũng như rằng là sau khi mình đặt lịch thành công ấy, mình có thể gửi email cho các bạn. Đấy, mình vẫn vào bình thường nha các bạn. Đấy, thì mình sẽ vào quản lý cái khám bệnh nha. Đây, thì mình sẽ chọn chính bản thân mình thôi. Cái này là một một cái mình làm, và mình sẽ chọn ngày mai đi. Mình sẽ cho nó full lịch ngày mai nha. Mình sẽ chọn hết đây. Và mình sẽ nhấn lưu thông tin đi, xem là chúng ta có đấy. Xây thành công rồi. Và mình sẽ quay lại ứng dụng của chúng ta. Ngày mai chính là ngày 21 đúng không các bạn? Đây. Đấy, các bạn thấy lên hết rồi đúng không? Mình chọn ngày tiếp theo này. Thì mình sẽ chọn thêm một vài lịch nữa, ví dụ mình chọn ngày hôm kia đây, ngày 22 mình chỉ cho hai cái đầu thôi nha. Đấy. Thì những cái hiệu ứng như thế này thì chúng ta làm với React khá chỉ đơn giản nha các bạn. Mình đã giúp các bạn trong cái series của chúng ta rồi nha. Mình sẽ quay lại để cho nó load lại này. Đấy, nó lên hai cái rồi nha. Thì ví dụ ở đây thì mình sẽ đặt lịch ngày 21 nha các bạn. Mình sẽ xem chức năng này lên server nó có hoạt động không. Chúng ta test tại local nó là môi trường perfect. Chúng ta lên server nó là một câu chuyện khác nha các bạn. Rồi, mình sẽ nhấn vào 9 và 10 giờ nha. Các bạn có thể thấy rằng là mình chọn 9 và 10 giờ này. Giáo sư đây này. Ngày chủ nhật ngày 22 tháng 8 nó vẫn lấy được nha, 400k nha. Đây này, xem chi tiết các kiểu ẩn hiện các thứ này chúng ta làm được hết nha. Chuyển ngôn ngữ chẳng hạn này. Đấy, các bạn thấy rằng là những cái gì mình đã giúp các bạn chuyển được thì mình đã giúp các bạn rồi nha. Đấy, credit card các kiểu này, 30 đô các kiểu này. Còn nó đang bị một vài cái tiếng Việt, bởi vì rằng như mình đã chia sẻ rằng là trong database của chúng ta không lưu tiếng Anh nha các bạn. Đấy, đấy là lý do nha. Còn bạn nào mà muốn gọi là hoàn toàn 100% bằng tiếng Anh luôn thì các bạn sẽ lưu song song một Anh một Việt, thì như vậy rằng là nó sẽ khắc phục được tình trạng này nha. Các bạn có thấy rằng là mọi thông tin đây đã chuyển hết sang tiếng Anh rồi nha. Đấy, mình chuyển qua tiếng Việt nha. Rồi, ví dụ các bạn chuyển tiếng Anh chẳng hạn, các bạn nhấn vào đây các bạn thấy được đây. Những thông tin mà mình đã lưu được song song ấy mình đã chuyển hết cho các bạn rồi nha. Đấy. Rồi, thì ví dụ ở đây thì bây giờ mình sẽ chơi đặt lịch bằng tiếng Anh nha các bạn. Các bạn sẽ xem cho mình nha. Ví dụ là mình hỏi dân IT này, mình sẽ cố tình bằng tiếng Anh luôn. Thì các bạn sẽ xem nha, hỏi dân IT với Eric nha, with Eric. Eric, ok chưa? Rồi, phone number thì mình sẽ nhập bừa thôi nha. Email của mình thì bắt buộc mình phải nhập chính xác rồi, mình nhập sai thì nó sẽ không gửi email đâu các bạn nha. Mình vẫn có cái email gọi là huyền thoại của mình thôi. Xuyên suốt cái series của mình thì mình sẽ dùng cái email này. @gmail.com này, @gmail.com ấy. com nha. Địa chỉ của mình thì bây giờ mình sẽ đặt một cái địa chỉ huyền thoại thì bây giờ sẽ là 20 tháng 8 nha các bạn, 20 tháng 8 giải phóng nha. 20 tháng 8 giải phóng nha, mình sẽ đặt một cái là 20 tháng 8 giải phóng Hà Nội nha. Đấy. Như vậy là một cái địa chỉ các bạn nhớ cho mình nha. Rồi. Lý do khám thì no reason thôi. Lý do vì khám bệnh. Ngày sinh thì mình sẽ chọn bừa, và giới tính thì như huyền thoại thì mình sẽ chọn là female nha. Cố tình sẽ ngược với mình. Và bây giờ mình sẽ nhấn nút confirm nha các bạn. Thì trước khi nhấn nút confirm ấy thì mình sẽ mở sẵn cái email của mình lên nha các bạn. Đây, chính là cái Gmail của mình. Mình sẽ cần phải gõ Gmail thôi. Gmail.com là nó sẽ vào thôi. Rồi, thì đây chính là cái Gmail của mình nha các bạn. Mình sẽ xóa đi nha. Thì như vậy rằng là cái Gmail của mình là nó hoàn toàn trống trơn nha các bạn nha. Sạch bong sáng bóng nha. Rồi, thì mình sẽ nhấn confirm này. Đấy, chúng ta sẽ có một cái màn hình loading như thế này. Thì nó giống hệt như local rồi các bạn. Tuy nhiên rằng là điều khác biệt duy nhất rằng là chúng ta đang bị lỗi nha. Thì ở đây thì mình sẽ xem là chúng ta bị lỗi gì nào. Đang demo mà bị lỗi thì sau này các bạn đi làm thì cái việc này khá chỉ bình thường thôi. Mình sẽ nhấn confirm lại nha. Rồi, xem nào. À, lần này nó thành công rồi này. Không biết tại sao mà lúc nãy nó bị lỗi. Có thể rằng là server thì mình lại không check log server nhỉ. Thì lần này nó thành công thì không biết rằng là nó bị sao nhỉ các bạn. Cái này là có thể rằng là cái con server của mình, con server Node.js nó chưa chạy, lúc đấy nó chưa chạy các bạn. Hoặc là nó bị lỗi bên cái Gmail chẳng hạn, thì do mình không để cái chế độ bật lốc ở đây, thành ra là mình không biết được nha các bạn nha. Rồi, thì mình quay lại thì bây giờ, có thể rằng là lúc nãy nó bị gửi email các bạn, lỗi khi gửi email này, mình có hai cái liền này, hai cái email liền các bạn này. Đây, mình sẽ nhấn vào nha, đây. Các bạn thấy rằng là không phút trước này mình nhận được một cái email và không phút sau mình cũng nhận được một cái email trong khi mình submit hai lần nha các bạn. Thì cái lỗi này thì mình nghĩ là xác suất cao là trong cái thằng Gmail nó gửi lịch ấy. Đấy, các bạn thấy rằng đây mình đã tạo được hai cái lịch hẹn nha. Lý do mình hiển thị tiếng Anh cái lịch hẹn này bởi vì là mình chọn ngôn ngữ là tiếng Anh nha các bạn. Các bạn thấy rằng là chúng ta gửi một cái email bằng tiếng Anh luôn nha. Đấy, nhìn nó ngầu loài đúng không. Thì bây giờ thì mình sẽ nhấn vào nút click here nha, mình hy vọng là nó không lỗi, còn lỗi thì mình sẽ demo lại thôi. Rồi, thì mình sẽ nhấn vào nút click here nha để xem nào. Đấy, thì chúng ta đã quay 10 vòng trái đất như thế này rồi, chúng ta có một cái lịch hẹn đấy. Các bạn lưu ý rằng cho mình rằng là bây giờ cái lịch hẹn của chúng ta là chúng ta đang gen trên server luôn nha, chứ chúng ta không chạy là local host nữa nha các bạn.
Thì khi lên kế hoạch đã thành công rồi thì chúng ta sẽ làm cái gì? Thì mình sẽ quay lại với cái thằng bác sĩ của chúng ta nha. Mình sẽ quay lại với con thằng bác sĩ này và mình sẽ chọn chức năng lại là quản lý patient nha. Đây. Thì các bạn thấy rằng ngày 20 tháng 8 nó không có thằng nào đúng không? Mình đặt lịch ngày 21 tháng 8 vào chủ nhật mà. Thì nếu như nó chạy thành công ấy thì lịch hẹn nó phải lên đây. Tuy nhiên rằng là chúng ta vẫn không lên. Đấy thì coi như là chúng ta toang. Mình có đặt là ngày 21 không nhỉ? Mình sẽ xem lại xem nào. Chúng ta đặt là ngày 22. Mình chọn nhầm ngày nha các bạn, mình chọn ngày 22 đây, ok chưa? Rồi các bạn để ý cho mình cái địa chỉ mình ghi là 20 tháng 8 được chưa? Giải phóng Hà Nội được, ok chưa? Họ và tên này, thời gian này, giới tính là female nha, nếu mình chuyển qua tiếng Việt chẳng hạn này, giới tính là nữ nha các bạn. Đây, thời gian các thứ nó đã chuyển rồi nha. Thì bây giờ thì khi các bạn gọi là khám thành công ấy thì mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta gọi là gửi một cái file đính kèm đúng không? Thì giả dụ ở đây thì mình sẽ chọn gửi một cái mình sẽ gửi một cái mình xem nào. Mình lại xóa mất đây. Mình sẽ gửi lại cái demo giống như các bạn, mình sẽ gửi lại cái video mà mình gọi là speed code này này, cái video 101 bao nhiêu này này. Chính là cái video này các bạn này, chính là video 103 nha, chính là cái thumbnail này, cái hình cái ô tô đấy các bạn này. Đây. Thì mình sẽ gửi lại cái chính cái video này, cái video thumbnail này. Thì bây giờ mình sẽ nhấn nút gửi nha. Rồi, các bạn sẽ cần phải chờ một xíu này, không biết lần này chúng ta có bị lỗi không. Thì lúc nãy thì mình đoán rằng đây, chúng ta đã send Remy success này. Mình sẽ quay lại nha, chúng ta có một cái tin nhắn mới này, một cái thư mới này, mình nhấn vào đây. Đây chính là kết quả rồi lịch khám bệnh nha. Các bạn có thể để ý thấy rằng là lần này nó sang tiếng Việt nha. Lý do nó thành tiếng Việt bởi vì là mình đã chuyển qua ngôn ngữ đây các bạn này. Ngôn ngữ của mình đang sử dụng là tiếng Việt thì nó sẽ gửi email tiếng Việt nha. Đấy. Rồi, các bạn thấy rằng là mình đã gửi email thành công này. Các thứ là gửi trong email đính kèm đúng không? Như mình nói ngay từ đầu, chính là cái thumbnail 100 lẻ mấy x ấy. Các bạn có thể đọc đây, expire code đây. Thế như vậy rằng là lên server thì mình đã test cho các bạn rồi nha. Thì dĩ nhiên là trên server đôi khi thì nó có những cái lỗi thì các bạn phải hình dung rằng là để biết lỗi được thì bắt buộc các bạn sẽ cần phải dùng những câu lệnh support của thằng Heroku, ví dụ như là Heroku log data tail ấy, các bạn phải mở sẵn ra, chúng ta cần phải quan sát xem là khi nào nó mới phát sinh ra lỗi. Còn ở đây thì mình nhấn lại phát thì nó được rồi, thì mình đoán rằng là cái lỗi này chỉ là server gửi email nó chưa hoạt động thôi. Thì như vậy gọi là mình đã demo cho các bạn rồi và các bạn yên tâm rằng là các bạn chạy local nó như thế nào thì nó gọi là chạy thực tế nó giống hệt như vậy. Tuy nhiên rằng là khi các bạn chạy cái bản thực tế ở đây nó sẽ khác một chút. Thứ nhất rằng là mình đã giúp các bạn gọi là chúng ta đã làm cái con chatbot nhúng vào đây nha. Thứ hai rằng là khi các bạn nhấn nút chia sẻ như thế này, các bạn ví dụ các bạn chia sẻ đường link 62 như thế này, tí nữa các bạn vào bác sĩ khác ấy, thì cái đường link chia sẻ nó sẽ khác, như các bạn mình đã giúp các bạn random rồi. Ngoài ra rằng các bạn thấy rằng ở đây ví dụ mình có một cái comment là wow amazing nhá, mình sẽ vào một bác sĩ khác chẳng hạn thì nó sẽ mất thôi các bạn ạ, nó không hề có cái wow amazing đâu. Các bạn sẽ nhìn này, đây này, đấy các bạn thấy rằng là cái này nó mất bởi vì là nó sẽ ăn theo cái đường link này các bạn này, các bạn hiểu chưa? Đấy, đấy không phải rằng là ngẫu nhiên gọi là các bạn vào bên nào nó cũng như bên nào đâu. Ở đây thì mình đã ăn động theo cái đường link này rồi nha. Đây các bạn có thấy rằng cái bác sĩ mình hay hướng dẫn các bạn này, đây đấy, xem chi tiết các thứ này. Thì như vậy rằng là đây chính là sản phẩm của các bạn khi các bạn deploy lên cái sản phẩm này nha. Thì dĩ nhiên rằng là mình sẽ không, các bạn thông cảm cho mình rằng là cái đường link này thì làm xong cái này thì mình sẽ xóa thôi, bởi vì rằng là trước video này thì mình sẽ có một vài video nữa thì nó chứa những cái thông tin nhạy cảm của mình ấy, thì mình sẽ xóa những cái này đi. Thì các bạn yên tâm rằng là sau khi các bạn gọi là làm xong học này thì các bạn sẽ gọi là các bạn sẽ biết cách để triển khai ứng dụng này thôi, mình không có gì phải giấu riêng các bạn cả, các bạn yên tâm nha. Thì đây thì trước video này thì các bạn có thể xem cái series của mình đây. Thì đây này, mình có gọi là mình từ video khoảng 102 lên đến video 106 là hướng dẫn các bạn gọi là triển khai ứng dụng này nha các bạn yên tâm. Mình hướng dẫn các bạn đầy đủ hết, không có gì phải lo đâu các bạn nha. Thì ở đây có một cái delete được video, mình sẽ xóa cái này đi. Đấy, rồi. Thì ở đây thì trên đây gọi là thành quả chúng ta đạt được khi kết thúc khóa học này. Thì mọi thông tin, mọi cái tài liệu cần thiết để có thể theo dõi khóa học này thì mình để tại phần miêu tả của video cũng như là tại comment đầu tiên nha. Các bạn có câu hỏi gì, có ý kiến gì hay có thắc mắc gì thì các bạn cũng đừng ngần ngại chứ comment bên dưới video cho mình biết nha. Hoặc các bạn có thể join group Facebook của mình. Thì ở đây này, các bạn có thể ví dụ mình vào cái video này nhé, mình có để link ngay tại phần miêu tả này. Đây, thì bạn nào không tin thì ở đây này, thứ nhất rằng là các bạn có thể xem ngay tại đây này. Những các bạn có thể gọi là donate cho mình, nếu như là các bạn thấy gọi là các bạn muốn mua cho mình một cốc cà phê chẳng hạn thì các bạn có thể tìm link tại đây. Hoặc là các bạn có thể tìm mình tại đây, mọi thông tin mình ghi tại đây này. Hoặc là nữa các bạn có thể xem full khóa học tại đây. Hoặc là các bạn có thể xem ngay tại cái phần comment này nha. Đường link join cái group Facebook là mình ghi tại đây nha. Thì tại sao mình lại lập một cái group Facebook như thế này? Thì mình muốn rằng là các bạn là những người đang cùng chí hướng với nhau ấy, thì các bạn có thể join một cái group, các bạn có thể cùng nhau lên đây trao đổi nha. Thì đấy là ý định của mình thôi. Thì trên đây chính là cái thành quả chúng ta đạt được khi kết thúc khóa học này nha.
và chính là thành quả khi các bạn đạt được khi chúng ta triển khai ứng dụng, triển khai thực tế lên server nhé. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video. Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.